Một bạn khách hàng có hỏi trong một video về chi phí đầu tư của một bộ thiết bị làm bánh mì như sau: máy có sử dụng được bên Nhật không bạn? Bên công ty đã có rất nhiều khách hàng mua hàng và gửi đi Nhật cũng như là các nước khác nhau trên thế giới. Nếu mà bạn đang ở nước ngoài, cụ thể là ở Nhật, thì bạn cần lưu ý các vấn đề sau để lựa chọn một bộ thiết bị phù hợp với gia đình mình nhất. Thứ nhất là về năng suất, thì đầu tiên các bạn cần phải làm rõ ra là một ngày gia đình mình sẽ làm bao nhiêu bánh mì và chi phí đầu tư cho một bộ thiết bị là khoảng bao nhiêu. Ở đây ấy, thì bên công ty có cung cấp các bộ thiết bị nhỏ như là một bộ gồm 3 máy, gồm máy trộn này, tủ ủ và lò nướng để bạn có thể bắt đầu và kinh doanh bánh mì được rồi. Một bộ thiết bị nhỏ 3 máy thì giá trung bình rơi khoảng tầm từ hơn 50 triệu là bạn có thể đầu tư được rồi. Còn nếu mà các bạn muốn đầu tư một bộ thiết bị chuyên nghiệp và đầy đủ ấy, thì các bạn có thể đầu tư thêm 2 máy nữa là máy chia bột và máy xe bột. Ở đây ấy, thì hai máy này đấy thì các bạn đầu tư một bộ 5 máy chi phí rơi khoảng tầm từ 90 triệu trở lên, các bạn có thể đầu tư một bộ thiết bị là các bạn đã có một dây chuyền đầy đủ để sản xuất và năng suất cao rồi. Thứ hai là về nguồn điện, thì ở đây dòng điện sẽ có 3 loại là điện 110, điện 220 và điện 308. Tùy thuộc vào cái khu vực của gia đình mình đang sử dụng là nguồn điện nào thì mình sẽ lựa chọn cái bộ thiết bị phù hợp với nguồn điện của gia đình mình. Ở đây thì thường là bộ thiết bị của bên công ty cung cấp sẽ là dùng điện 220V. Nếu mà gia đình mình đang có nguồn điện 220V thì bạn có thể đầu tư với bộ thiết bị này. Hoặc là các bạn có 308 thì bên công ty vẫn có cung cấp các thiết bị có nguồn điện 308. Nhưng trừ trường hợp mà gia đình mình đang sử dụng điện 110 thì hiện tại các máy của bên công ty cung cấp không có chạy được điện 110. Nên nếu mà gia đình mình đang sử dụng điện 110 thì mình nên xin cung cấp nguồn điện 220V hoặc là 380V để được sử dụng những thiết bị này. Và cuối cùng là về hình thức vận chuyển. Thì thông thường ấy là khách hàng của bên công ty sẽ lựa chọn hình thức vận chuyển bằng đường biển. Bên công ty sẽ lựa chọn đơn vị vận chuyển và làm thủ tục giấy tờ hải quan cho các bạn để các bạn có thể nhận hàng tận tay một cách sớm nhất. Ngoài ra, các bạn có thể đến trực tiếp các chi nhánh của công ty Viễn Đông để được hỗ trợ tư vấn cũng như là làm thủ tục giấy tờ một cách nhanh nhất.